Chiều nay, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2012. Điểm đáng chú ý của các số liệu thống kê này là năm nay Việt Nam đã xuất siêu và mặc dù năm nay kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ hộ đói nghèo lại giảm so với năm 2011. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước năm nay tăng 5,03% so với năm 2011, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đặt ra là từ 6% đến 6,5%. Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu đạt gần 120 tỷ đô la Mỹ và sau 20 năm kể từ năm 1992, nước ta mới lại xuất siêu với con số 284 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lại chiếm tỷ trọng chủ yếu trong xuất siêu, đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tỷ lệ xuất siêu này chưa bền vững khi tập trung ở nhóm hàng gia công lắp ráp như điện thoại và hàng điện tử, giày dép, may mặc là những ngành chủ yếu nhập nguyên liệu từ nước ngoài và hàm lượng hàng sản xuất trong nước thấp. Ngược lại, khu vực kinh tế trong nước tuy nhập khẩu giảm mạnh nhưng lại nhập siêu 11,7 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu những mặt hàng là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất lại giảm mạnh. Do chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, kiềm chế được lạm phát, trong đó có việc thắt chặt tiền tệ, giảm chi tiêu công và bình ổn giá ở các thành phố lớn khiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay tăng thấp hơn 2 năm trước, đạt 6,81%. Mọi năm CPI tăng mạnh vào tháng Tết và những tháng cuối năm thì năm nay lại tăng vào tháng 7 và tháng 9 và chỉ tăng ở những mặt hàng nhà nước quản lý giá như dịch vụ y tế, giáo dục. Năm 2012 là năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế đất nước, nhưng với các chính sách an sinh xã hội của chính phủ nên tỷ lệ hộ nghèo cả nước cũng giảm trên 11% so với năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm thấp hơn mức giảm của năm 2011 so với năm 2010.